nếu Chúa là mặt trời, con mong làm trái đất. Nếu Chúa là trái đất, con muốn làm vầng trăng, làm vầng trăng xoay quanh trái đất.
tâm hồn lên Chúa. Khi đời vang tiếng cười, trong gió tươi nắng vui, nhắc con vì yêu Chúa ban hạnh phúc. Chúa ban hạnh phúc. Con nâng tâm hồn lên Chúa. Khi đời con héo sầu, trong những cơn buồn đau, nhắc con cậy trông Chúa nghe lời cầu. Trong những cơn buồn đau, nhắc con cậy trông Chúa nghe lời cầu. Tình trời mưa xuống tươi cho lá hoa cây cành, lá hoa cây cành đã muốn sắc hương. Tình cha yêu thương tươi mưa phúc lộc trào tuôn thành sông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đứng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa. Chúng ta nghe tin mừng hôm nay, ta có cảm giác như là Chúa Giêsu khước từ tình mẫu tử của mẹ mình với anh em mình. Nhưng thực sự không, Chúa Giêsu không khước từ, nhưng trái lại, Ngài muốn nêu lên cho chúng ta thấy hình ảnh của mẹ Maria là một mẫu gương tuyệt vời trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Chúng ta nói chúng ta yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn và yêu người thân cận như chính mình. Thì ở nơi mẹ Maria, cái sự yêu mến đó được thể hiện bằng một đời sống luôn suy đi nghĩ lại lời của Chúa trong lòng. Và hôm nay Chúa Giêsu muốn nói đến cái khía cạnh đó. Cho nên chúng ta thấy tin mừng kể là khi Chúa Giêsu đang giảng dạy, thì người ta báo cho Chúa Giêsu biết là có mẹ và anh em người đến. Và Chúa Giêsu bảo: Ai là mẹ tôi và ai là anh em tôi? Mẹ tôi và anh em tôi là tất cả những anh em đây đang lắng nghe và đang sống những gì thuộc về Thiên Chúa. Khi chúng ta thuộc về Thiên Chúa và khi chúng ta suy đi nghĩ lại những lời của Chúa và khi chúng ta đón nhận Chúa trong cái niềm tin yêu và phó thác, thì lúc đó ta đang là anh em và chị em trong tương quan mật thiết với Chúa Giêsu. Chúng ta là những người thân trong gia đình của chính Thiên Chúa. Bảo đó Chúa Giêsu nhắc với chúng ta về hình ảnh mẹ và anh em trong tương quan thân thiện của chính những người thuộc về Chúa. Cái tương quan đó lớn hơn và cái tương quan đó quan trọng. Nó diễn tả một cái sự thuộc về thực sự trong cái vai trò của con cái thuộc về Thiên Chúa là cha của chúng ta. Và vì vậy Chúa Giêsu như muốn đi xa hơn cái tương quan ruột thịt. Dĩ nhiên mẹ Maria mang cái tương quan ruột thịt là sinh Chúa Giêsu, nhưng ở đó mẹ Maria cũng mang cái tương quan của việc thuộc về Thiên Chúa. Mẹ chính là nữ tỳ đã vâng theo thánh ý của Thiên Chúa để thể hiện sự xin vâng và ngôi lời nhập thể. Chúng ta thấy một khi chúng ta ở trong tương quan của lòng mến, một khi chúng ta thuộc về Chúa bằng việc lắng nghe lời của Ngài, một khi chúng ta sống và đem lời của Chúa ra thực hiện, chúng ta là anh em, là chị em với chính Chúa Giêsu và chúng ta thuộc về gia đình của Thiên Chúa. Một gia đình bao la, rộng lớn, mênh mông trong thế giới của Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng ta luôn luôn là những thành viên trong gia đình này. Và xin cho chúng ta luôn ý thức việc chúng ta biết nghe và đem lời của Chúa ra thực hành trong cuộc sống. Amen. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nhiêu lần tư tưởng bất chính, nhục mạ và giữ lòng ghét ghen. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nóng ngày tức bực hơn căm, thù hận và ám ảnh lắng lo. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao bất hòa với người anh em, chẳng nhìn nhận tôn trọng cảm thông. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Nếu Chúa được sinh ra thêm một lần trong đời này, con vâng lệ người mang thân phận nghèo nàn Việt Nam. Tuổi hơn lóng đông từ trong tiếng không chào để ta tới, súng nổ mọi nơi, màu đồ thì rơi, chiến tranh điêu tàn, lịch sử sáng trang. Chúa chấp nhận oan khiên trong hành trình vượt biển, tang thương muộn phiền, âu lo đời liều mình ngoài khơi. Ngọt ngào tự do vội quên khốn khó, đành đoạn làm ngơ ích kỷ thờ ơ, ly tương đêm thâu giấc ngủ quá mau, nhạt nhòa phôi pha. Mong manh lận đận nhưng vẫn chọn là người Việt Nam. Mặn mà tình thân tự nhiên phó hang, từng ngày chờ mong vững lòng cày trông, trong tình quê hương huyết nhục tớ vương
dù đời cô liêu vẫn ngọt lời thương yêu. Nếu là người Việt Nam đầy hứng hờ làm ngơ thầm giá chối từ và bỏ rơi, mong manh lận đận nhưng vẫn chọn là người Việt Nam, mặn mà tình thân tự nhiên phó thác, từng ngày chờ mong vững lòng cày trông trong tình quê hương biết nhục tư vương, dù đời cô liêu vẫn ngọt lời thương. Tantum ego sacramento, veneremus enui, et anticum documentum novos edar ritui, restem fides supplementum. Này đây, xin chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy hướng trọn về Chúa với tất cả tâm tình yêu mến hiến dâng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy ngự vào lòng chúng con. Xin Ngài đến để đổi mới tâm hồn, trái tim, thân xác
xin biến đổi chúng con thành đền thờ thật tốt đẹp cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, chúng con khao khát Chúa, lòng chúng con dạt dào tình yêu Chúa. Xin cho lửa yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong tim, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.
làm hồi sông đứng tin gần phai. Gió Thánh Linh đổi mới từ lạnh giá tâm linh cằn khô, từ thèm khát đam mê trần gian, từ hờ hững quên ân tình cha, giờ chỉ muốn sống trọn đời yêu cha. Chúa Thánh Linh Ngài hỡi, hãy thổi gió vô phong này, hãy đến thổi hết bao sự dữ, thổi tan mây mù che lối. Lạy Chúa Thánh Linh Ngài hỡi, hãy thổi gió trong lòng này, hãy đến thổi hết bao tội lỗi, thổi tan. Mẹ vẫn nói xin ơn muôn đời, thương
con đường